trong hai ngày 14 và 15 tháng 3 năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phối hợp cùng tổ chức đào tạo Smart Trend, Hiệp hội Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ, khu vực châu Á Thái Bình Dương tổ chức thành công chuỗi hội thảo cập nhật quy định về kiểm toán nội bộ và kinh nghiệm tổ chức chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả tại công ty niêm yết. Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước như bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Kế toán Kiểm toán Bộ Tài chính, bà Helen Lee Sum, Chủ tịch Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bà Lucy Wong, thành viên ban điều hành cấp cao ACIA, bà Trần Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ông Phạm Ngọc Hoàng Thanh, Giám đốc điều hành Smart Trend, đối tác đào tạo được ủy quyền chính thức của Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ IA tại Việt Nam và hơn 500 khách tham dự là thành viên hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, ủy ban kiểm toán, ban kiểm soát, quản lý các bộ phận kiểm toán nội bộ, tài chính, kế toán, quản lý rủi ro, tuân thủ pháp chế. Phát biểu khai mạc tại hội thảo, bà Trần Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của kiểm toán nội bộ trong hoạt động của các doanh nghiệp và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành cùng các công ty niêm yết triển khai áp dụng chức năng kiểm toán nội bộ theo quy định của Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ được ban hành ngày 22 tháng 1 năm 2019. Với bài trình bày của mình, bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Kế toán Kiểm toán Bộ Tài chính đã cung cấp cho người tham dự những thông tin bổ ích xoay quanh quy định về kiểm toán nội bộ đối với doanh nghiệp tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP. Bà tập trung trao đổi một số điểm then chốt như đối tượng phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ, tiêu chuẩn của người làm công tác kiểm toán nội bộ, quy chế quy trình kiểm toán nội bộ, trách nhiệm và quyền hạn của kiểm toán nội bộ cũng như của các bên liên quan và định hướng triển khai nghị định. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn kiểm toán tại các tập đoàn niêm yết tại Hồng Kông, Trung Quốc, Mỹ và Anh, bà Helen Lee Sum, Chủ tịch Hiệp hội ACIA và bà Lucy Wong, thành viên ban điều hành cấp cao ACIA đã chia sẻ tại hội thảo những thách thức khi thiết lập chức năng kiểm toán nội bộ tại các công ty niêm yết tại các nước trong khu vực, như nhận thức chưa đúng vai trò của kiểm toán nội bộ, quy trình thực hiện còn thủ công và sự thiếu hụt nhân sự với kỹ năng phù hợp. Ngoài ra, liên quan đến các kinh nghiệm thiết lập chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả, thách thức khi triển khai kiểm toán nội bộ tại Việt Nam cũng như lộ trình thiết lập chức năng kiểm toán nội bộ cũng được ông Phan Đăng Chương, Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Tư vấn của EY Việt Nam, ông Hoàng Hùng, Phó Tổng Giám đốc PwC Việt Nam, bà Trương Hạnh Linh, Giám đốc phụ trách Dịch vụ Tư vấn về kiểm toán nội bộ, rủi ro và tuân thủ của KPMG Việt Nam chia sẻ với nhiều thông tin có giá trị. Phần tọa đàm, giao lưu cùng các diễn giả khách mời, các chuyên gia trong và ngoài nước đã diễn ra sôi nổi với nhiều thắc mắc đến từ khách tham dự là đại diện của các tập đoàn, công ty lớn tại Việt Nam. Ông Phạm Ngọc Hoàng Thanh, Giám đốc điều hành Smart Trend cho biết việc nâng cao chất lượng nhân sự kiểm toán nội bộ đang là thách thức rất lớn đối với doanh nghiệp khi nguồn nhân lực được đào tạo bài bản về kiểm toán nội bộ, nhất là kiểm toán nội bộ theo thông lệ và chuẩn quốc tế đang có sự thiếu hụt lớn. Vì vậy, các doanh nghiệp cần chú trọng công tác đào tạo kiến thức, kỹ năng cho kiểm toán nội bộ để đáp ứng yêu cầu cũng như mang lại lợi ích lâu dài, ổn định cho doanh nghiệp.